quý vị đó, cái phần màu trắng trắng á, quý vị mỗi người vẽ dùm đi một cái nhà. Quý vị có 30 giây để vẽ một cái nhà. 30 giây của quý vị bắt đầu. Ok, có phải là đa số vẽ cái nhà như vậy không? Đúng không? Quý vị thấy Liên nói về cái hệ thống giáo dục này có đúng không? Kết quả của hệ thống giáo dục chúng ta đây, sản xuất ra tàn. Quý vị đồng ý không ạ? Vậy bây giờ tôi xin hỏi quý vị nhìn quanh đây có cái nhà giống cái nhà này không? Đúng không quý vị? Thành ra quý vị thấy là gì? Cái nền giáo dục của chúng ta nó sản sinh ra những con người chỉ biết sao chép. Và chúng ta sao chép tới mức mà coi không còn nghĩ tới chuyện là cái sao chép còn đúng hay không nữa. Đúng không ạ? Vậy quý vị có ai cho quý vị thấy rất là lo lắng rồi xin giờ thầy? Cho nên á, mục đích của chúng ta là gì? Làm sao cho nó giảm thiểu cái ảnh hưởng trầm trọng của nền giáo dục sai trái này. Sự thật mà nói, làm sao nó giảm thiểu. Còn cái chuyện kết quả này á, nó là cố ý của nhà nước hay là vô tình á, Liên không có dám bàn cãi ở đây. Liên chỉ nói là sự thật là nó sản xuất ra những con người như vậy. Và chúng ta thấy mà nó không tốt thì chúng ta cố gắng giảm thiểu cái ảnh hưởng của lên con mình, để cho con mình trở thành người gì? Có tư duy, biết suy luận, biết quan sát,